Xin chào quý anh chị em và các bạn, thì hôm nay cũng là ngày 1 tháng 8, cũng vừa qua một tháng Âu với rất nhiều khó khăn cho bà con kinh doanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay tôi xin phép được đăng bán một số những cái mẫu xe đang có mặt tại thị trường, đang có mặt tại cửa hàng của chúng tôi. Có khoảng tầm đâu đó khoảng hơn 30 cái mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng của chúng tôi để quý anh chị các bạn có thể tiện cập nhật. Và những một số những mẫu xe hiện tại chúng tôi đang có những cái chính sách hỗ trợ giá rất là tốt. Chiếc xe đầu tiên thì các bạn có thể đến với lại cái mẫu xe Tucson. Mẫu xe Tucson 2017 bản full 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc, đi được đúng 3,7 các bạn nhé. Đi được đúng, tôi nhắc lại các bạn, đi được đúng 3,7, xe phải nói là siêu mới, siêu đẹp. Giá chúng tôi đang chào bán là 498 triệu đồng. Và nếu anh chị em nào mua tại thời điểm này và trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giảm giá trực tiếp 20 triệu đồng cho quý anh chị các bạn. Đây là mẫu xe Mercedes GLA các bạn nhé. CLA thì đang chào bán với giá là 960 triệu. Nếu mà các bạn mua ngày hôm nay thì sẽ giảm trực tiếp 30 triệu cho quý anh chị các bạn. Anh chị em thân mến, thì đây là mẫu xe Toyota Camry 2.0G sản xuất năm 2019, đi được đúng 5.000 km và nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc đang chào bán 1 tỷ 030 triệu. Và nếu anh chị em nào mua ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giảm giá trực tiếp cho quý anh chị các bạn 30 triệu tiền mặt vào ngay trong tài khoản của quý anh chị các bạn. Các bạn thân mến, đây là Toyota Camry, Camry 2.5 Q 2018, form mới rồi, đã có hai đèn bi các bạn nhé, hai đèn bi, nội thất màu nâu, đang chào bán là 1 tỷ 070 triệu. Nếu anh chị em nào mua ngay trực tiếp ngày hôm nay sẽ giảm giá trực tiếp 40 triệu ngay trong tài khoản của quý vị các bạn. Honda CRV các bạn nhé, Honda CRV 2014 các bạn ạ. 2014 các bạn nhé. Đây, chúng ta đã đi một vòng để có thể trải nghiệm đây. Honda CRV các bạn nhé, Honda CRV rất đẹp. Biển 30A 55351, Honda CRV các bạn nhé. Rất đẹp đúng không ạ? Anh chị em nào muốn biết được giá chi tiết thì hãy alo cho số điện thoại 0939063333. Vẫn có chính sách hỗ trợ trả góp. Xe đang chào bán là 685 triệu. Nếu anh chị em nào mua ngay ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giảm giá bằng tiền mặt ngay 25 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của quý chị các bạn nhé. Rồi, chúng ta có Toyota Camry. Camry 2.0 sản xuất năm 2016, đang chào bán là 765 triệu. Nếu anh chị em nào sở hữu xe này trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giảm giá 25 triệu vào ngay trong tài khoản của quý vị các bạn. Chúng ta có đây là xe gì ạ? Mazda 3. Mazda 3 đời 2014 các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ. 1.6 các bạn nhá, 1.6 2013, đang chào bán là 418 triệu. Nếu anh chị em nào mua trong ngày hôm nay sẽ giảm giá ngay 18 triệu vào ngay trong tài khoản của quý vị các bạn. Tenna đã bán rồi các bạn nhé, Tenna rất đẹp đã bán rồi. Toyota Camry 2.4G cực kỳ đẹp, sản xuất là 2010, chào bán là 538 triệu. Nếu anh chị mua trong ngày hôm nay thì sẽ được giảm rất nhiều. Toyota Fortuner 2011 các bạn nhé, Toyota Fortuner 2011 nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ 2.7, đang chào bán là 515 triệu. Và đặc biệt hơn nữa thì hỗ trợ cho quý anh chị các bạn ngay trong ngày hôm nay, và với trị giá hơn 1.000 đô la, hơn 1.000 đô la các bạn nhé. Rồi, chúng ta có Mazda C9 đấy các bạn ạ. Mazda C9 là hàng hiếm tại thị trường Việt Nam hiện nay, nhập khẩu nguyên chiếc và cho một trung tướng quân đội đi. Xe này thì đẳng cấp của nó ngang với lại Toyota Prado. Tuy nhiên Prado 2014 hiện tại đang bán với giá 1 tỷ 420 triệu. Chúng tôi chỉ bán xe này với giá 868 triệu thôi các bạn nhé, 868 triệu. Chúng ta có Toyota Fortuner, máy dầu số sàn, sản xuất năm 2019, và đây là phiên bản nhập khẩu, chào bán với giá 928 triệu. Và nếu anh chị em nào mua cái xe này trong ngày hôm nay thì có thể giảm được trực tiếp 20 triệu, 28 triệu vào ngay trong tài khoản của quý vị các bạn nhé.
chúng ta có hai cái mẫu xe đây, hai cái mẫu xe Pajero Sport, Pajero Sport 2014 và 2015 đang chào bán là 495 triệu và 565 triệu. Và nếu như anh chị em nào đến trực tiếp tại showroom hoặc gọi điện số điện thoại 0939063333 sẽ được giảm trực tiếp hàng nghìn đô vào ngay trong tài khoản của quý vị các bạn. Đặc biệt hơn nữa thì đây là Kia Sportage 2010, 485 triệu các bạn nhá, 485 triệu. Chúng ta còn rất nhiều xe. Mazda CX-5 đã bán nhá, Pajero Sport, Fortuner đã bán rồi các bạn nhá, Fortuner đã bán rồi. Chúng ta có Outlander cũng đã bán rồi. Đây là mẫu xe Wrangler Wildtrak các bạn nhá, Wrangler Wildtrak đang chào bán với giá là 768 triệu. Nếu anh chị em nào mua trong ngày hôm nay sẽ được giảm trực tiếp 20 triệu vào ngay trong tài khoản. Chúng ta có Toyota Venza các bạn nhé, Toyota Venza 2009. Và mẫu xe này thì các bạn có thể thấy đây là mẫu xe full bản full option, giá là 688 triệu. Và nếu anh chị em nào có nhu cầu sở hữu thì hãy gọi điện trực tiếp cho em. Chúng ta còn Honda City đã bán rồi. Và đây là Toyota Camry các bạn nhé, Toyota Camry 2013 638 triệu. Anh chị em thân mến thì chúng tôi còn Hyundai Elantra. Đấy, Hyundai Elantra và một số những dòng xe đã qua sử dụng, rất nhiều những dòng xe đã qua sử dụng hiện tại đang chờ đón các bạn. Hãy gọi điện số điện thoại 0939063333. Đặc biệt hơn nữa, anh chị em nào có nhu cầu sở hữu những dòng xe đã qua sử dụng hãy like, subscribe kênh chúng tôi, dành tặng cho anh chị em nào và các bạn một cái phiếu giảm giá từ 5 đến 10 triệu đồng ở ngay trong tài khoản của quý vị các bạn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn.